Người dân miền Tây đổ xô đi chợ và giá thực phẩm tăng vọt. Chính quyền địa phương khẳng định chợ vẫn hoạt động bình thường trong những ngày giãn cách theo chỉ thị 16, nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua hàng hóa và thực phẩm. Chiều 17 tháng 7, cán bộ của nhiều phường xung quanh chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã kết hợp cùng với lực lượng công an thành phố Túc Trực ở các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Văn Trỗi, 3 tháng 2, Nguyễn Huệ để điều tiết giao thông vì có hàng nghìn người đi mua rau, cá, thịt, các loại các cửa hàng bách hóa hết trong chợ cũng đông người hơn ngày bình thường. Một cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Sóc Trăng nói rằng địa phương không thể ngăn sông cấm chợ, nên nhiều cán bộ chia nhau hướng dẫn người dân chạy xe theo một chiều để tránh quay đầu gây ách tắc. Nếu trên xe có hai người, cán bộ phường hướng dẫn một người trong xe ở ngoài, phần công người còn lại vào chợ để thực hiện giãn cách phòng chống dịch. Theo quan sát, người dân tập trung mua gạo, rau, củ, trứng, thịt cá và mì gói. Giá rau củ đã tăng 5.000 đến 7.000 đồng một kg so với ngày thường. Nhiều cửa hàng bách hóa đã không còn mì gói. Chị Lâm Ngọc ở khu đô thị 5A, thành phố Sóc Trăng cho biết, thường ngày giá khổ qua 20.000 đồng, nhưng chiều 17 tháng 7 tăng lên 35.000 đồng. Cà chua từ 15.000 đồng tăng lên 25.000 đồng. Chị Ngọc cho biết rằng thịt ba rọi hàng ngày giá 130.000 đồng, nhưng hôm nay đã tăng lên 150 đến 160.000 đồng. Trứng gà công nghiệp bình thường 22.000 đồng đã tăng lên 35.000 đồng một chục trứng. Trứng vịt từ 28.000 đồng tăng lên 42 đến 45.000 đồng một chục. Tại Bạc Liêu chiều đến tối 17 tháng 7, các tiệm bách hóa, siêu thị và chợ tại thành phố Bạc Liêu có lượng khách tăng gấp đôi ngày thường. Mì gói, gạo, rau củ và trứng được mua nhiều. Do có nhiều người vào chợ mua hàng cùng lúc đã gây ách tắc tại một số tuyến đường vào chợ Bạc Liêu và chợ nông sản. Tại đảo Ngọc, Phú Quốc, Kiên Giang chiều 17 tháng 7, lượng người vào chợ Dương Đông và các siêu thị tăng gần gấp đôi ngày thường. Người dân thành phố đảo nghe tin toàn tỉnh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 nên tranh thủ mua hàng hóa sử dụng 2 tuần nhằm hạn chế ra đường. Ông Võ Thành Dân, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc cho biết do lượng hải sản tại chợ dồi dào nên dù có nhiều người mua hàng, tiểu thương vẫn không tăng giá hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe